chào anh em, mình là Kính Cận đây. Giờ đây thì vào khoảng gần 2 giờ sáng rồi. Tuy nhiên thì mình rất háo hức luôn để thực hiện cái video mở hộp cái chiếc GoPro Hero 12, một cái sản phẩm mà vừa được hãng GoPro ra mắt gần đây. Và bây giờ đây thì mình sẽ mở hộp để chia sẻ với anh em nhanh qua cái ngoại hình cũng như là những cái chi tiết về thiết kế của cái chiếc Hero 12 này. Còn chi tiết hơn về những cái video trải nghiệm hay là chia sẻ đánh giá camera thì nếu mà mình có cái thời gian trải nghiệm đủ lâu hơn thì mình sẽ gửi đến anh em những cái video chi tiết nhé. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng vào mở hộp chi tiết chiếc Hero 12 này nhé. Anh em thấy là phía ngoài chúng ta sẽ có một cái túi giấy, và ở đây thì anh em thấy là đây có tem của nhà phân phối, hay là cái đơn vị phân phối duy nhất cái chiếc Hero 12 ở Việt Nam. Ở phía sau đây có cái logo của GoPro. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ bóc siêu nhé. Phải nói là cái cảm giác mà mỗi khi mà anh em bóc siêu một cái sản phẩm mới nó rất là kích thích luôn. Rồi chúng ta sẽ mở lên. Wow, siêu keo này nó rất là cứng cáp luôn anh em. Đó. Và khi mở ra thì anh em sẽ kéo ra. Ồ, khá là dính đó. Đây là nhân vật chính của chúng ta, cái chiếc GoPro Hero 12. Anh em thấy là cái hộp thì vẫn là cái tông màu giống như là cái phiên bản Hero 11. Tuy nhiên thì đây chúng ta sẽ có số 12 nè. Và ở đây thì hãng liệt kê những cái tính năng nổi bật của cái phiên bản Hero 12. Đó, những cái tính năng này thì anh em có thể là mình sẽ để cái link nhà phân phối cũng như là cái link web của GoPro, thì anh em có thể vào đó, anh em có thể đọc được những cái thông tin này. Thì anh em có thể tìm trên mạng rất là nhiều, cho nên mình sẽ không đề cập chi tiết nữa. Phía sau thì chúng ta sẽ có một số thông tin cũng như là anh em có thể cài cái ứng dụng này để anh em có thể là cập nhật phần mềm cũng như là đồng bộ những hình ảnh lên. Và bên cạnh bên đây thì anh em thấy là hãng có để là đây là toàn bộ cái phụ kiện đi kèm với cái chiếc Hero 12. Rồi phía trên đây thì hãng cũng sẽ nhấn mạnh là một số thông tin nữa. Rồi cách mở hộp thì nó cũng rất đơn giản thôi. Anh em thấy là phía dưới đây chúng ta sẽ có một cái đường đây, anh em sẽ xé siêu đây. Đó. Wow, nếu mà mở hộp ra thì anh em sẽ khá là bất ngờ luôn. Đó là cái hộp bên trong của chiếc Hero 12 này rất là đặc biệt luôn, màu trắng chứ không phải là màu đen như những cái phiên bản Hero trước đây. Đó, anh em thấy là cái này giống như là cái khai màu trắng trắng mà chúng ta để đựng nước đá vậy đó. Cái vỉ này gọi là cái vỉ đựng nước đá vậy đấy. Đó, rất là đơn giản như thế này thôi. Rồi bây giờ đây thì mình sẽ mở ra. Wow, anh em thấy là rất hấp dẫn nha. Mở ra đó, thì anh em thấy đây là có cái logo của GoPro. Ở đây chúng ta sẽ có một số thông tin nè. Đây là để cái tờ hướng dẫn cho anh em sẽ cài đặt cái ứng dụng này. Rồi mình sẽ bỏ qua một bên. Đây là cái hướng dẫn nè, hướng dẫn để anh em sạc cái chiếc Hero 12 này, cũng như là anh em có thể là tháo lắp pin rồi thẻ nhớ các kiểu. Nếu anh em nào lần đầu tiên sử dụng cái chiếc Hero thì anh em nên đọc hướng dẫn sử dụng. Và chúng ta sẽ có một số cái miếng dán. Nếu anh em nào fan của GoPro thì anh em rất là yêu thích những cái miếng dán này. Ở đây cũng có hướng dẫn để anh em dán nón bảo hiểm các kiểu nè. Rồi một số thông tin, hướng dẫn sử dụng, một quyển sách rất là dày luôn. Rồi tên đây là nhân vật chính của chúng ta nha anh em, chiếc Hero 12. Wow, toàn bộ cái sản phẩm này anh em thấy là toàn là giấy không, bảo vệ môi trường, chúng ta sẽ không thấy nhựa. Rồi đây là anh em thấy đây là chúng ta sẽ có cái chiếc GoPro Hero 12. Wow, phải nói là khi mình mở hộp như thế này thì mình rất kích thích luôn. Mình nghe một cái mùi của cái sản phẩm, một cái chiếc camera hành động mới, một cái mùi rất là thơm luôn. anh em thấy là đều có siêu dán phía trước camera hết để cho nó hạn chế trầy. Trong cái bộ sản phẩm thì anh em thấy là chúng ta sẽ có một cái sợi cáp cổng C quen thuộc thôi. Phía bên trong nữa thì anh em thấy là chúng ta sẽ có một cái ngàm để anh em có thể là dán nón bảo hiểm nè. Rồi cái ngàm này thì anh em sẽ gắn cái chiếc Hero 12 lên đây và anh em sẽ gắn vào đây và anh em sẽ gắn lên nón bảo hiểm. Anh em thấy là đây chúng ta sẽ có một cái viên pin đi kèm với cái chiếc Hero 12. Nếu mà anh em quay chụp nhiều á, thì anh em nên mua thêm, mình nghĩ là thêm khoảng 2 đến 3 viên pin nữa. Nếu mà anh em mua thêm 3 viên pin với đây một viên pin nữa là 4 viên pin, và anh em có thể mua một cái đốc sạc, mỗi lần thì anh em sẽ sạc được 2 viên pin. Thì mình nghĩ 4 viên pin thì anh em sẽ quay thoải mái hơn. Và anh em thấy đây là toàn bộ cái phụ kiện đi kèm theo khi anh em mua cái chiếc Hero 12. Chúng ta có một pin, một cái cáp sạc USB-C, rồi một cái ngàm để anh em kết gắn với chiếc Hero 12 và một cái ngàm này để dán lên nón bảo hiểm. Thì lâu rồi mình không nhớ, mà nhớ trước đây thì khi mở hộp một cái sản phẩm của GoPro với những cái chiếc Hero thì chúng ta sẽ có 2 cái ngàm để anh em dán lên nón bảo hiểm, một cái cong và một cái phẳng hơn. Nhân vật chính của chúng ta đây là cái chiếc Hero 12. Với những anh em nào mà fan GoPro thì mình nghĩ là anh em sẽ rất háo hức để chờ đợi được trên tay cái sản phẩm này. Rồi bắt đầu chúng ta tiếp tục bóc siêu. Cái này là bóc siêu màn hình nè. Đây là cái màn hình chính phía sau, và phía trước anh em thấy chúng ta sẽ có một cái màn hình phụ phía trước nữa để anh em có thể theo dõi khi mà anh em cần quay tự sướng camera về phía mình thì phía trước được có cái màn hình để anh em sẽ theo dõi khung hình nó chính xác, nó đẹp hơn. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái siêu thứ ba nữa, đó là chia lại cái camera này với cái cảm biến là 27 megapixel. Khi mà anh em cầm trên tay cái chiếc Hero 12 thì anh em thấy là cái ngoại hình hay là cái kích thước các kiểu thì nó tương đồng với cái chiếc Hero 11. Tuy nhiên thì cái điểm khác biệt đầu tiên khi mà anh em cầm trên tay cái chiếc Hero 12 là anh em thấy là vẫn là một cái ngoại hình, một cái khối đen huyền, một cái khối đen mạnh mẽ, một cái khối đen nó nhìn nó rất là mạnh mẽ xưa giờ của GoPro. Thì anh em thấy là điểm nhấn trên cái phần đen này chúng ta sẽ có những cái chấm xanh li ti, những cái chấm xanh. Đó, những cái chấm xanh nó chạy dọc ở đây thì mình nói ví von như là đây là những cái như là anh em nhìn lên một cái bầu trời, một cái màn đêm thì anh em thấy đây là những cái ánh sao lấp lánh thôi, nhìn nó cũng hay hay. Và cái điểm khác biệt nữa là anh em thấy là phía trên này, phía trên cái phím mà anh em bấm chụp này thì phía trước, nếu mà các đời trước thì anh thấy là bên đây chúng ta sẽ có một cái vòng tròn màu đỏ. So với cái phiên bản Hero 12 thì hãng đã bỏ cái vòng tròn màu đỏ đi rồi. Đó là hai cái điểm mà anh em dễ nhận thấy nhất khi mà anh em cầm trên tay cái chiếc Hero 12. Và một cái điểm nâng cấp, một cái điểm cải tiến thứ ba mình đánh giá rất là cao luôn trên cái chiếc Hero 12 là anh em thấy là đây bên cạnh cái chúng ta sẽ có một cái ngàm để anh em có thể gắn lên nón bảo hiểm nè. Đó, khi mà anh em không gắn lên mũ bảo hiểm thì anh em sẽ cất nó vào hai bên. Tuy nhiên em thấy ở giữa nè chúng ta sẽ có một cái lỗ ốc 1/4. Cái lỗ ốc này nó rất là hay luôn, ngày xưa mình rất là mong muốn luôn. Nếu ngày xưa không có cái lỗ ốc này, nếu mà anh em muốn gắn lên những cái chân tripod mini để anh em cầm tay á, những cái chân tripod mini mà nó dùng chung luôn cho máy ảnh điện thoại á, chứ không phải là những cái chân tripod mà nó dùng riêng cho GoPro, thì có một điểm là anh em phải dùng những cái phụ kiện để anh em gắn. Còn bây giờ đây với một cái lỗ ốc 1/4 như thế này thì đây mình có sẵn ở đây một cái tripod mini. Đó, anh em thấy như thế này rất là tiện, mình chỉ cần gắn lên như thế này và mình xoay thôi. Rồi thì không cần dùng đến những cái chân tripod thiết kế riêng cho GoPro, mình có thể dùng những cái chân tripod chung trên thị trường dành cho camera, điện thoại, máy ảnh gì đó, mình vẫn có thể gắn được cái chiếc Hero 12 lên tay, anh em thấy rất tiện luôn. Và từ đó thì mình có thể đặt, mình quay, mình có thể dùng chung cái hệ sinh thái những cái chân tripod mini của máy ảnh luôn. Đó, anh em thấy không, rất là tiện luôn. Đó, như mình đi một mình thì mình gắn như thế này và mình cầm mình sẽ quay như thế này luôn, rất là tiện. Đó, đây là một cái điểm nâng cấp, một cái điểm cải tiến nhỏ thôi, nhưng mà mình nghĩ là với những anh em mà yêu thích chụp hình, quay phim thì anh em thấy đây là một cái điểm mà mình nói là nâng cấp rất là đáng giá luôn. Chỉ là một cái con ốc 1/4 ở giữa này thôi. Đó là một cái điểm nhấn mình thấy nó rất là hay ho luôn. Và đặc biệt là đối với mình thì mình nghĩ đó là một cái điều rất là quan trọng. Phía trước thì chúng ta vẫn có một cái cụm camera chính rất là hầm hố, một cái màn hình phía trước, đèn LED thông báo, logo của GoPro. Trên đây thì chúng ta sẽ có phím bấm chụp quay. Rồi, ở đây thì anh em thấy ở đây chúng ta sẽ có logo 12, Hero 12, rồi cái phím để thì chỉnh các cái chế độ. Ở đây thì anh em thấy là chúng ta sẽ có một cái nắp này để anh em mở ra, anh em có thể là gắn pin, thẻ nhớ. Anh em sẽ kéo xuống dưới đây, kéo một cái lực nhẹ xuống đây và chúng ta sẽ mở lên. Đó, thì mở lên thì anh em thấy là trong đây chúng ta sẽ có vị trí để cái cục pin nè, rồi một cái thẻ nhớ microSD, và đây là một cái cổng sạc USB-C nằm trong đây luôn. Còn nếu mà anh em muốn gắn các phụ kiện khác thì anh em có thể tháo cái này ra, tháo cái nắp này ra, anh em giật ra thôi. Đó, nếu anh em gắn những cái phụ kiện khác của GoPro thì anh em có thể là tháo này ra, còn nếu không anh em gắn lại. Những cái này nó kết nối với nhau bằng cái ngàm rất là hay. Bây giờ đây thì mình sẽ gắn pin vào. Ở đây thì mình có một cái thẻ nhớ microSD. Thì anh em lưu ý là với những cái phiên bản Hero sau này nó quay tính năng quay các kiểu 4K rồi các kiểu rất là cao cấp và chất lượng cao, thì anh em lưu ý là chúng ta sẽ mua những cái chiếc thẻ nhớ xịn, nó có chống sóc, chống nước thì càng tốt. Tại vì khi mà chúng ta quay ở ngoài trời nắng thì nó có sinh nhiệt rất nhiều, nên với những cái chiếc thẻ nhớ mà nó có chịu nhiệt cao rồi rất là tốt, và nó có tốc độ nó để có thể lưu trữ cái dữ liệu, cái video mà anh em quay nó được tốt hơn. Ở đây thì cái logo của cái thẻ nhớ chúng ta sẽ quay ra, chúng ta gắn theo chiều này, chúng ta gắm thẳng đứng vào đây, thẳng đứng chúng ta dùng cái ngón tay nhỏ này, chúng ta ấn vào đây, ấn một cái lực nhẹ thôi là lúc này cái thẻ nhớ nó đã vào trong cái chiếc Hero 12 rồi. Còn anh em muốn lấy ra thì anh em cũng dùng cái tay, nếu mà tay của anh em lớn quá thì anh em có thể dùng một cái tăm nhỏ nhỏ, anh em có thể ấn vào đây thì chúng ta sẽ lấy cái thẻ nhớ ra. Và mỗi lần sạc thì anh em sẽ gắm vào cái cổng sạc USB-C này. Còn nếu anh em mua đốc sạc thì anh em sẽ lấy pin ra anh em sạc, nhưng mình khuyến khích là anh em nên mua cái đốc sạc rồi nó sẽ tốt hơn. Sau khi lấy xong thì anh em sẽ ấn xuống, anh em sẽ nghe một tiếng tách. Đó, thì lúc này thì cái nắp này nó đậy lại rất là chắc chắn luôn, anh em quay anh em không lo pin nó rớt ngoài. Bây giờ đây thì mình bắt đầu mình sẽ khởi động lên và mình thiết lập, sau đó thì mình sẽ chia sẻ với anh em những cái giao diện trong cái màn hình nhanh thôi. Còn mình có thời gian nhiều hơn mình sẽ test chi tiết chia sẻ đến anh em nhé. Ngoài việc mà anh em tùy chỉnh bằng cái phím cứng này thì anh em cũng có thể vuốt tay qua trái qua phải cũng được. Đó, để chúng ta tùy chỉnh chuyển giữa các chế độ quay chụp các kiểu. Rồi anh em vuốt từ dưới vuốt lên thì anh em sẽ xem lại những cái video mà anh em vừa quay. Đó, đây là những cái video trước đây mình đã quay trên cái chiếc Hero 11 và mình đã gắn cái thẻ nhớ qua đây. Đó, nó còn những video đây. Nếu anh em muốn chuyển chế độ thì anh em phím đây. Rồi ngoài ra thì anh em vuốt từ trên vuốt xuống dưới thì anh em sẽ vào đây là những cái trung tâm cài đặt nè. Anh em thấy ở đây thì anh em thấy là có một cái điều rất quan trọng đây. Nếu bình thường cái camera của anh em thấy là cái màn hình phía trước này nó chưa có sáng lên, anh em không thể nhìn thấy được cái mặt mình ở đây, thì anh em nhớ vào đây anh em kích hoạt lên, anh em sẽ chọn vào đây. Đó, anh em sẽ chọn lên, anh em bật lên. Thì nó có nhiều những cái chế độ nè. Đó. Đó, thì khi này anh em bật lên anh em sẽ thấy cái mặt mình ở phía trước nè. Lúc này thì anh em sẽ vuốt qua đây, qua trái qua phải để anh em tùy chỉnh các cài đặt nè. Thì vuốt qua trái nên thấy đây nó hay một cái là nó có để thông số nè. Như đây là cái chiếc máy mình đang gắn cái thẻ nhớ, nó là 128GB đó, và cái bộ nhớ trống còn bao nhiêu. Đây vuốt ở giữa nè, các tùy chỉnh nè đó, ra lệnh giọng nói các kiểu này, bật hay tắt, rồi các chế độ khác nè. Ở đây thì anh em sẽ vô đây, phần đây là cái trung tâm cài đặt này, anh em có thể vào đây để anh em có thể là cập nhật phần mềm. Đây nó yêu cầu là anh em sẽ kết nối với cái ứng dụng để anh em cập nhật phần mềm nè, rồi kết nối wifi các kiểu, thông tin, rồi các cái tùy chỉnh khác nè, như độ sáng màn hình các kiểu đồ. Rồi đây thông tin của cái camera đó, anh em vào đây. Tuy nhiên thì đây chúng ta sẽ có một cái điểm rất là hay, một cái tính năng nâng cấp đây, thì anh em có thể kết nối với cái tai nghe không dây. Anh em vào đây đó, mình sẽ bật lên. Ngoài ra thì một cái tính năng nhỏ nhưng mà mình nghĩ là trên cái chiếc Hero 12 này rất là cần thiết dành cho những anh em sáng tạo nội dung, đặc biệt là những cái video tỷ lệ dọc theo xu hướng bây giờ. Đó là anh em có thể tùy chỉnh luôn, thay vì trước đây để anh em quay dọc thì anh em phải dùng phụ kiện và anh em gắn trên cái chiếc Hero này và anh em sẽ xoay cái camera dọc, còn bây giờ để anh em thấy là trên màn hình luôn nè. Đó, anh em sẽ vào tùy chọn vào đây, anh em chấm vào đây đó, thì lúc này anh em sẽ vuốt lên thôi. Đó, thì bây giờ đây chúng ta sẽ có một cái video theo cái tỷ lệ dọc. Đó, anh em có thể gắn trên nón bảo hiểm và anh em quay cái chuyến hành trình của mình bằng những cái đoạn video tỷ lệ dọc, và anh em có thể up trực tiếp lên các mạng xã hội video ngắn bây giờ như là YouTube cũng có nè, hay là TikTok các kiểu, nên thấy không, rất là tiện luôn. Đó, giờ mình bấm quay nè, anh em thấy mình đang quay đây là cái video tỷ lệ dọc. Và anh em nhìn màn hình phía trước đó. Rồi bấm quay xong, bấm tắt. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ xem lại nhé, em vuốt lên. Đó, anh em thấy không? Cái âm thanh thu cũng rất là tốt luôn, âm thanh thu to rõ. Đó, đây là cái video đi dọc. Vậy là mình vừa cùng anh em mở hộp nhanh qua cái chiếc Hero 12. Riêng anh em thì anh em cảm nhận như thế nào về cái thiết kế của cái chiếc máy mới này, và cũng như là những cái tính năng được GoPro trang bị trên cái chiếc Hero 12 thì anh em đánh giá như thế nào, cũng như là nếu anh em đang dùng những cái chiếc camera GoPro phiên bản thấp hơn từ đời 7 trở về trước hay là 9, 10, 11 thì anh em nghĩ sao, anh em có nâng cấp lên cái phiên bản mới này hay không, thì mời anh em hãy chia sẻ phần bình luận bên dưới nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video đánh giá chi tiết sau.